Dạ, con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ, thì cả anh ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cái cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà quan bí ẩn, khám phá về những nơi của dân ma, dân quỷ đang tu luyện ở cội Ta Bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cho mình cùng con sẽ tiếp tục quay trở lại con đường này để mà tìm kiếm cho bằng được phong linh của đại ca quỷ áo bông nha cả nhà, để mà khuyên giải giúp đỡ phong linh. Ngày hôm qua cũng con cũng đến đây thì chắc cả nhà mình cũng xem video cũng biết là không gặp được nha cả nhà. Chỉ gặp được vong linh của ông chú mất vì nghiệp, mất vì gái lại mất tay trái nha cả nhà. Thì nói chung là cũng chưa gặp được đại ca của quỷ áo bông nữa. Thì ngày hôm nay con quyết định con quay lại đây để mà cố gắng tìm gặp ông quỷ áo bông này. Chắc có lẽ đi xin đi kiếm ăn cái mấy ngày chắc không về rồi đó cả nhà. Thì để cùng cả nhà mình tiến vào trong để tìm kiếm cái quỷ áo bông nằm đâu, rồi mình sẽ đại ca quỷ áo bông chứ, mình sẽ khuyên, cố gắng khuyên, nếu được thì mình sẽ giúp đỡ nha. Còn nếu khuyên không được thì chắc cũng phải khiêu khích chọc tức, tức cho phong cây cú hay phong phóng ra thì mình trói con lại nha cả nhà. Phong cũng tu luyện pháp thuật nên mình phải cẩn thận, chứ nhiều khi hơi sơ hở an toàn như chơi nha cả nhà. Hôm nay có duyên không? Tính ra cũng 2 ngày hả ta, 2-3 ngày thì không gặp ổng rồi cả nhà. Đi chắc đi thấy con quánh ngang ngửa thì lại con kia, chắc đi tu luyện thêm hay rồi. Để mình vào mình kiếm ra. Biết ngày hôm nay có duyên gặp ổng không ta. Dạ, Nam Mô Phật, thì mong bị trên thấy gia hộ giúp đỡ cho con có duyên gặp được vong linh của đại ca của quỷ áo bông, để có thể là đưa quỷ áo bông này, đại ca quỷ áo bông này về chùa núi tu học nha cả nhà. Dạ, Nam Mô Phật. Ôi, con thấy ạ. Ông kìa nha. Không kìa cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Ok cả nhà. Đây đặt máy nha cả nhà. Hù. Mày dám đến nè ha. Trời ơi, làm gì không dám. Trời ơi, ơi sao mấy ngày nay ông đi đâu mất tiêu, kiếm không ra chứ nhỉ? Bữa đó tao giao đấu với mày, tao hơi bị mệt, tao dưỡng cho nó khỏe. Trời, dưỡng gì khỏe hả? Cái này tao không có sợ mày đâu. Ồ, ghê ta. Mày nay mày lén phén ha. Lén phén gì? Nó giúp đỡ cho ông thôi, lén phén gì đâu. Giúp đỡ gì? Tao không cần. Sao không cần? Trời, ông để ông đưa về chùa rồi đó hả? thấy chưa tôi hay không? Châu cha mà dám đưa thằng đệ áo xanh của tao đi rồi hả? Đưa đi rồi. Đưa được cái hôm qua hôm kia rồi. Hôm kia tôi đưa đi rồi. Vậy là chắc hôm bữa tao giao đấu với mày tao mệt đó, tao dưỡng thương đó. Ừ. Tao kêu nó ở lòng vòng ở đây đi, chắc là nó thấy nó yếu hơn mày rồi nè. Mày dụ nó, mày lừa nó để mày tối nó rằng mày đưa nó đi cái gì này đây nè. Có đâu, trời ta bên ta chấp nhận ta đưa đi mà. Cái bữa đó là nó nói với tao á là ráng dưỡng thương đi huynh, là ra có gì hai đứa mình tả thù. Trời ơi. Yeah. Chưa gì là mày đưa nó đi rồi. Ừ. Vậy là nó bỏ tao nó đi luôn rồi sao trời? Trời đi rồi, đi người ta đi về chùa nữa tu mới, chắc đi luôn đâu. Ông cũng nên đi về chùa nữa tu đi chứ ở đây làm gì? Bây giờ mày đưa để tao đi, giờ tao cũng không có sợ mày đâu. Trời, ghê à. Trời, làm gì không sợ. Mấy ngày nay tu luyện được gì rồi? Tu luyện gì?
thì không cần biết, kệ tao, mà tao không có sợ mày đâu, tao có sự giúp đỡ. Trời ghê à, ở đâu ra? Trời giúp đỡ. Tao nói chi, thì tao nói vậy đó. Trời ghê à ta. Ông chỉ gọi là quên lén thôi chứ được cái gì đâu mà giúp đỡ, giúp đỡ. Quên lén đâu? Chi? Trời ơi. Tao quánh ngang ngửa với mày luôn, tại mày yếu mày không lợi tao thì mày chịu thôi chứ mày nói tao quánh lén gì. Vậy hả? Thôi nhưng mà giờ nó thôi đi bỏ đi chứ không lẽ đụng gặp mặt quánh hoài, mình cũng phải buông bỏ chứ. Mình là nên đi tu hành đi, học đạo đi. Tao không có buông bỏ đâu. Sao buông bỏ? Mình đi về chùa núi mình tu học nó khỏe hơn là mình ở đây. Đây đối khác, về chùa núi được ấm lòng thôi dạ. Khỏe còn chết luôn không chịu. Tao còn mang cái uất hận lắm, chưa trả thù được, tao không có đi đâu. Được rồi đó, cũng như cái ông kia đó, cũng mang uất hận, giờ uất hận gì nói tôi nghe thấy coi tôi giúp đỡ cho. Uất hận gì nói chi, khỏi đi, mày có giỏi mày đi vô đây nè. Trời, tự nhiên vô trong đó, em nói trong quánh tôi hả chi? Không có ngon qua tay nè. Mày có giỏi mày đi vô đây, tao không có sợ mày đâu, hôm nay tao không sợ mày đâu. Thôi, thôi khỏi, không ngon qua đây nè. Tao trời. Có sự giúp đỡ rồi. Ghê vậy? Mẹ tao sợ mày sao? Anh xui. Để, ít quên để. Trời ơi. Đệ đâu? Kêu đệ đây luôn. Ui, thằng đệ này. Đệ đâu? Nè đâu kia, nè đây luôn rồi. Hôm bữa. Ủa còn đệ nữa hả? Đúng vậy. Còn ở đâu rồi? Hôm bữa tao giao đấu với mày, tao bị trọng thương. Tao đi dưỡng thương với tao đi kiếm đồ ăn đó. Tao gặp thêm thằng đệ kia nữa. Tao bàn bạc với nó, tao nói đi theo tao kiếm đồ ăn đi. Thì tao dẫn nó về đây. Tao với nó bàn bạc, tao nói mình muốn ở đây yên ổn. Là mày phải hợp tác với tao là đánh cái thằng pháp sư kia kìa, cho nó đi ra khỏi chỗ này để mình có chỗ mình trú ngụ. Trời. Mới hồi nãy tao kêu nó đi kiếm đồ ăn tranh thủ về, mà đâu mày tới bất ngờ, chắc nó về không kịp rồi. Trời ơi. Vậy là không có nhà, không có cục đất này. Phải có nó ở đây là chưa chắc gì tao sợ mày đâu. Đúng rồi, có hai người với lại mà ai chơi vậy ông ơi? 1-1 chơi, chơi 2-1. Chơi vậy đâu có bản lĩnh. Thì tao không biết bản lãnh gì không biết. Miễn tao đánh mày, tao xua đuổi mày đi khỏi chỗ trú ngụ của tao là được rồi. Trời ơi. Ôi, thôi. Giờ cũng bị trói rồi. Cá nằm trên thớt rồi. Giờ nghe tao nói vài lời đi được không? Mày nói gì mày nói thử tao nghe coi. Thì giờ thì nói chung thì ông cũng biết rằng là trên trần gian này đâu có ai nhìn thấy được vong linh, đúng không? Trừ khi mấy ông xuất hiện ra mới thấy thôi. Đó, nhưng mà tôi thì tôi được thấy được. Có nghĩa là tôi được bề trên khai nhãn đó, gia hộ tôi giúp đó, để mà có thể là cấp cái phép để giúp đỡ vong linh đó. Nói cho tên thấy được mấy ông. Trời ơi, thì mấy ông cũng phải từ từ với mấy ông đi chơi gì, mấy ông còn quấn lén không? Đó, thì tôi sẽ gửi mấy ông đi về chùa núi nè, để mấy ông được nghe kinh nè, niệm Phật nè, tu hành học đạo nè, để sớm đắc đạo rồi mình đầu thai diễn kiếp luân hồi làm kiếp người mới. Như lại một phần nữa về đó, các sư, các thầy tránh cúng kiến cơm, chay, bánh trái cây hàng ngày cho dùng. Ngon lành, ấm lòng, nói dạ, có chỗ trú ngụ riêng luôn. Phải như đây lang thang, vất vưởng, đói khát, lạnh lẽo, rồi ai đâu mà cúng kiến cho dùng. Có thiệt là như vậy không mày? Thiệt chứ sao không thiệt? Mày có gạt gì tao không đó? Gạt đâu, đã gửi với ông kia đệ, cái ông đệ áo xanh, áo bông xanh của ông đi rồi, gạt nó gạt. À, mày nói cũng đúng ha, mày nói mày đưa thằng đệ tao đi rồi. Bởi vì bữa tao quay về tao lòng vòng, tao cũng không có thấy nó nữa, tao tưởng là nó cũng đi kiếm đồ ăn cho tao. Trời. Rồi, giờ nói chung là bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, rồi hôm bữa rồi tu luyện thì kiếm đồ ăn thì có không, ăn được nhiều không? Tao đi dưỡng thương không mà tao đi kiếm đồ ăn có gặp cái gì đâu. Rồi. Tao mới gặp cái thằng đệ nhỏ kia kìa, nó cũng lang thang giấc dưỡng, nó đói đó. Rồi tao mới thấy vậy, tao mới rủ nó đi kiếm đồ ăn. Hai thằng đi kiếm mà cũng không có được cái gì hết trơn á. Tao mới nói với nó đó là tao lúc bữa tao có giao đấu với mày đó, tao còn hơi mệt.
Cái nó nói vậy Vinh ở đây đi để em đi lòng vòng gần đây coi có chút đỉnh gì không luôn, rồi lấy về hay mình lót dạ. Nó mới đi là mày đâu mày đến đó. Trời ơi, thấy giờ ông thấy không? Ông thấy ở đây đói khát lẻ không? Ai cũng kiêng rồi cho ông dùng không? Nó để tôi gửi vào chùa núi ngon lành. Giờ ông kia giờ ông tu được mấy hai ngày ta? Mùa hôm kia hai ngày rồi, người ta im rồi. Trời ơi, vậy ta ngon lành nó trển rồi đó. Ôi nếu thật sự mày giúp đỡ, vậy mày thả tao ra đi, đừng trói tao nữa. Thả ông ra ông quánh tôi sao? Không, tao không quánh mày nữa đâu. Thiệt không? Thiệt, có gì từ từ nói đi, có gì từ từ thương lượng. Nó cái nào câu này tôi phải nói với ông phải từ từ nói mới được á. Chưa thì ông ra ông chớp tôi rồi. Rồi rồi, tao biết rồi. Ừ, rồi. Mồi nó phục mồi. Trời đất ơi. Rồi sao? Bình tĩnh chưa? Vậy là để áo xanh tao nó đi về chùa tu được 2 ngày rồi hả? Đi ngày hôm qua hôm kia, ngày hôm qua tôi có lại đây nhưng mà không gặp ông, gặp được thêm cái vong linh kia nữa đi ngang đây, tôi giúp đỡ vong linh kia đi luôn rồi. Hả? À, có vong linh đi ngang đây nữa hả? Ừ. Ông chú kia ông đi ngang đây, ông kiếm cũng kiếm đồ ăn nha ông đó, rồi ông kiếm không có rồi ông ghé đây. Ông nghĩ nè, rồi vô tình tôi vô tôi kiếm ông mà gặp ổng, người tôi đưa ông đi về chùa luôn rồi. Thấy có duyên kìa không? Thôi, nếu thật sự á, mày là người tốt như vậy, mày nói mày đưa để tao đi rồi, mày cũng giúp đỡ ông chú nào đó. Thì thôi có gì mày nói đi rồi tao nghe, rồi mày chắc tao cũng nhờ mày giúp đỡ tao đi theo để tao. Về chùa về núi nên tao tu luôn đi để sớm đầu thai chuyển kiếp, chứ giờ tao thấy tao cứ lang thang vất vưởng ở cõi tàu bà này, nay đây mai đó, rồi tao cứ mang cái uất hận, cứ muốn trả thù không à. Ở tao gặp ai hay là gì tao cũng hung hăng, tao làm dữ hết, cứ làm như vậy thì tao cứ lang thang vất vưởng ở cõi tàu bà hoài, không sớm được chuyển kiếp đầu thai làm con người mới. Thôi thì có gì mày nói đi rồi mày giúp đỡ giùm tao đi. Rồi nè, thôi giờ nói chung là trước mắt thì tôi sẽ cúng trong chùm trước đi, rồi chút xíu rồi tôi sẽ giúp đỡ ông ha. Được, nếu thật sự có đồ ăn thì mày cho tao dùng một chút đi, tại từ hôm bữa giờ tao đói lắm rồi không có dùng được gì hết. Trời ơi, nó im lắm, ngồi đây để cúng kiến cho ăn ngon lành không chịu, quánh đập tôi mới chịu. Rồi với thằng đại kia có phép thật không? Có biết phép thật gì không? Nói tôi biết tôi tỉnh được thủ rồi. Thằng đại kia tao cũng dẫn nó về, tao cũng chỉ nó chút chút. Nó nói để nó từ từ nó ráng nghiên cứu, nó rèn luyện để nó phòng vệ bản thân nó đó. Trời ơi. Nói chung nó cũng mới biết à. Thì mới gặp nó luôn hả? Đúng rồi. Tại vì lúc tao dưỡng thương, tao đi kiếm đồ ăn đó, tao thấy nó lang thang đó, cũng giống như tao vậy nè, rồi tao mới hỏi nó nhóc mày đi đâu, cái nó nói từ lúc con mất tới giờ lang thang nhất dưỡng, con đối khác có kiếm đồ ăn mà không có. Tao thấy hoàn cảnh như vậy, cái tao nó tưởng nó đi theo tao rồi nó cũng chịu theo luôn đó. Nhưng mà hồi nãy đó, lúc nó để nó đi tìm đồ ăn thử có nữa hay không đó, thì nó vừa đi một lúc gì đó là mày đến đó. Quá hên. Chứ không mình nãy nọ xương ông với thằng đệ em rồi. Thôi giờ tôi cúng cơm với bánh trái ông dùng trước đi, chút xíu gì nói chuyện nhau ha. Được rồi. Bớt không giữ rồi nha. Biết rồi. Không giữ quá. Cơm chai nha, chứ không có cơm mặn đâu nha. Được rồi, có dùng là được rồi, tôi không có đòi hỏi xin cao đâu. Thiệt không đó. Tôi đói lắm, có gì dùng là cảm thấy no lòng là được rồi cậu ơi. Thôi đi thắp hương cho mượn đi, cho em được ấm lòng. Em này khỏi giấy cục thổ đi. Thổ đây
cũng đã dái nhiều rồi, mình cũng đã đến đây thường xuyên rồi, chắc các ngày cũng biết rồi. Rồi giờ này là 11 giờ mấy rồi đó cả nhà, mà còn hát nghêu ngao gì không biết. Mấy anh YouTube có đánh bản quyền còn không đây? Nói chung trong đồng thì cả nhà cũng biết rồi đó, thì hát thoải mái lắm, có như ngoài chợ có giới nghiêm. Trong đồng thì ai không hát gì hát, không ai nói gì hết, vì hát rầm rầm cái này không biết đánh bản quyền cũng biết có hút không. Thế thôi giờ ra dùng đi nha, rồi chút xíu rồi tôi giờ nói chuyện với anh nghe. Thank you.
Chào đại ca. Chào cậu. Chào đại ca của tôi. Đại ca của những người đang trú ngụ ở đây. Rồi sao dùng cơm bánh trái sao rồi ổn không đại ca? Từ nãy giờ tôi dùng cảm thấy rất ngon rồi, cảm thấy no rồi cậu. Cảm ơn cậu nha. Thôi không có gì. Trời ơi vậy ha, có ổn không? Bình tĩnh đi rồi mình ra dùng lễ ngồi nó khỏe khoắn, ăn thoải mái. Rất là ok không? Còn cái đình đình đó rõ. Lúc sinh lúc không có nữa. Thôi thì bây giờ thế này đi. Giờ cũng đã dùng lễ, giờ cũng đã tin tưởng rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ, vậy thì cho tôi biết tôi có tên đi. Tôi tên Thịnh là cậu. Thịnh Thịnh hả? Ngày xưa anh mất nhiêu tuổi? Ngày xưa tôi mất lúc tôi 40 tuổi cậu. Ồ, cũng lớn ha. Mày mất lâu chưa? Tôi mất bữa nay 13 năm cậu. Ồ. Rồi anh tu luyện bá ta thật nè bao lâu rồi? Tôi tu luyện cũng được một thời gian. Từ lúc tôi mất tôi lang thang giấc dưỡng ở khỏi Thao Bà này nè cậu. Ừ. Thì đối khác lạnh lẽo với tôi sợ nữa đó. Rồi tôi mới nghiên cứu tôi tu luyện phép thực để tôi phòng thân với tôi mang cái quốc hạnh mà lúc tôi đã bị hại mất đó cậu. Tu luyện đến đỉnh giới cao để tôi trả thù, để tôi hết mang cái uất hận đó cậu. Thôi thì bây giờ tôi nói như thế này, thì thực sự mình là một hồn ma lang thang vượn khỏi Ta Bà này, mà anh cũng mang cái quốc hiện anh tu luyện ba tà thật thì anh thành phong quỷ rồi, hết thành hồn ma rồi. Nó thì nên mong rằng á thì em nói anh á, thì nên buông bỏ đi những quốc hận. Thì bây giờ ngày xưa mà tại sao anh mất mà anh không được gia đình cúng kiến, sao mà anh phải lang thang khỏi Ta Bà này, anh có thể kể cho em nghe được không? Thì đúng thiệt với cậu, ngày xưa thì hai vợ chồng tôi cưới nhau rồi ra riêng ở đó cậu. Thì tôi mới với vợ tôi mới ráng cố gắng đi làm để bươn chải để kiếm tiền để trang trải cuộc sống á cậu. Nhưng mà tôi cũng tôi hồi đó là tôi không có tin chị Đoan cậu ơi. Đi làm những người bạn làm chung với tôi á mà nói mình muốn phát triển nhà cửa đồ này kia mà cách đúng đắn đồ kia với là coi nhà mấy ông thầy á, ổng coi bói đồ này kia rồi ổng giúp đỡ ổng chỉ dẫn đồ này kia làm ăn lên đồ này kia đó cậu. Nhưng mà ngày xưa á thì thật sự tôi á tôi không có tin tưởng cái đó cậu ơi, tôi ghét lắm. Trời. Tôi nghe tới mấy ông thầy là tôi ghét nè cậu. Tôi ghét là tôi suy nghĩ là nói thầy bói thì đó là kiểu nói dối để ăn tiền người ta, lừa gạt đó cậu. Chứ làm gì mà có cái vụ thầy bà này kia đó cậu. Bởi vì tôi không có tin tưởng cái vấn đề đó. Cứ mỗi lần mà tôi đi làm đó, chiều tôi về thì tôi nhậu với bạn bè tôi đó cậu. Là tôi đi ngang đó là tôi chửi á. Ngang đâu? Ngang nhà ai? Tôi đi ngang nhà của ông thầy đó đó cậu. Tôi chửi bóng chửi gió này kia đó. Trời. Tôi chửi là kiểu như tôi không có tin đo cái vấn đề đó, là tôi không có thích đó cậu. Mỗi lần tôi nhậu xỉn về tôi đi ngang là tôi chửi nhiều ngào vậy đó. Đó. Cứ ngày qua ngày hả tôi đi làm về á, hả tôi đi ngang là tôi cứ chửi. Trời đi ngang là tôi đi chợ cứ chửi á cậu. Ngày nào cũng vậy á. Thì tôi cậu không biết nữa, tôi thì cũng nhậu không có nhiều, nhưng mà đi làm thì bạn bè rủ uống sương sương cho khỏe, về cho dễ ngủ để qua hôm sau mình đi làm á cậu. Bởi vì vợ tôi cũng nói thôi đi thì người ta làm cái gì người ta làm, anh nhậu thì anh nhậu xỉn thì anh về anh ngủ đi, anh đi ngang nhà thầy anh chửi anh la làm chi, mất công mang cái tội nghiệp á. Đúng rồi. Cái tôi mới nói vợ tôi á, thì tại tôi không có thích, tôi không có tin chị Đoan, tôi không có thích ba cái chuyện đó, tôi ghét lắm, tôi chửi cho ổng bỏ, ghét cho ổng khỏi làm. Cái vợ tôi cũng phiên nói thôi bỏ đi, chuyện người ta làm người ta biết đi đó cậu.
Nhưng mà tôi tỉnh thì tôi không nói, nhưng mà tôi xỉn vô mà tôi suy nghĩ tới cái đó là tôi ghét cái cậu. Tôi ghét là tôi suy nghĩ họ làm chắc cũng họ lừa dối hay gì đó cậu. Tôi mới tức tối, bởi vì mỗi lần tôi mới nhậu xỉn vô là tôi chửi ổng cũng nhiều lần lắm, mà ổng cũng không có nói năng gì tôi, ổng cũng không có làm gì tôi hết trơn á cậu. Rồi cái một thời gian sau cái tôi đi làm á cậu, cái ngày hôm đó tôi cũng không có nhậu nữa, mà sao tôi thấy ở trong mình tôi, ở trong người tôi nó kỳ lắm cậu ơi, gần như là có cái gì đó đó cậu. Cái tôi mệt mệt rồi tôi đi về, tôi cũng nói với vợ tôi, thì vợ tôi cũng kêu tôi đi khám bệnh đó cậu. Thì tôi nói để từ từ đi rồi tôi đi khám, thì tôi để từ từ coi xem sao trong người tôi nói thế nào đó cậu, rồi tôi mới đi. Tôi để một thời gian nữa thì nó cũng mệt mệt ở trong người mà kiểu nó khó chịu lắm cậu. Thì tôi thấy vậy tôi mới đi khám bệnh. Nhưng mà tôi ra tôi khám bệnh đó thì bác sĩ nói tôi bình thường, tôi không có bị gì hết á cậu. Ok vậy? Tôi cũng không hiểu nữa. Cái tôi mới nói với bác sĩ chứ trong người tôi kỳ lắm bác sĩ ơi, kiểu nó có cái gì đó trong người tôi, nó làm cho cơ thể tôi nó mệt mệt, nó khó chịu đó. Rồi bác sĩ kiểm tra hết giùm tôi xem sao đó. Thì bác sĩ nói khám hết cho tôi không có bị cái gì luôn á cậu. Rồi ổng nói tôi rất là bình thường, không có gì luôn, ổng cam đoan với tôi như vậy luôn á. Tôi thấy vậy nên tôi mới đi về một thời gian, cái tôi không có đi làm nổi cậu ơi. Tôi thấy trong người tôi càng ngày nó càng mệt, mà sức lực của tôi nó càng ngày nó càng kiệt, sức nó làm gì kỳ lắm cậu. Tôi ăn uống không có được nữa, thì ngày qua ngày tôi cứ mệt không à, tôi không có làm được cái gì hết trơn á cậu ơi. Vì vợ tôi nó thấy vậy nó nói tôi có sao hay không, mà sao thấy anh tối ngày anh cứ than mệt không làm em lo quá. Thì tôi mới kể vợ tôi thì thật sự là giờ mệt trong người của anh kỳ lắm em ơi. Ngày qua ngày cái tôi mới nằm liệt ở trên giường, tôi đi không có được cậu ơi. Nhưng mà khám bệnh thì cậu biết rồi đó, nó không có ra cái chứng bệnh. Cái ngày hôm đó vợ tôi mới lén tôi á, là đi nhờ mấy ông thầy coi thử coi là tôi có bị cái gì hay không á cậu. Thì vợ tôi lén đi thì coi á, nhờ ông thầy đó coi, thì ông thầy đó coi á thì lúc tôi còn sống đó, kiểu như không có tin dị đoan đó, là ông thầy đó người ta làm thầy, người ta làm gì thì kệ người ta đi, tôi về tôi nhậu nhẹt, về tôi đi ngang tôi chửi bới ổng này kia đó cậu. Quá nhiều rồi ổng tức tối quá, ổng mới làm phép, ổng mới yếm tôi. Ê trời. Đó thì lúc mà vợ tôi nó đi coi đó là cũng là tới phút cuối rồi cậu ơi. Coi như là tôi đã xong rồi, đã đến thời hạn với làm cho con người tôi mệt mỏi kiệt sức rồi cậu. Rồi tôi không còn sức để phản kháng nữa. Là lúc với vợ tôi đi coi về mà phát hiện ra thì qua ngày hôm sau thì tôi đã không còn nữa cậu, tôi đã mất vì kiệt sức nữa cậu. Rồi lúc bị yếm như vậy nữa đó cậu. Bởi vậy từ lúc mất tới giờ tôi tức tối lắm, tôi cứ mang cái uất hận, tôi muốn tìm họ để trả thù của cậu. Tôi nghiên cứu, tôi tu luyện hết thực để về tôi tìm họ, tôi trả lại cái mối thù đó. Nhưng mà thật sự tôi tu luyện phép thực, nhưng mà tôi không biết tìm họ ở đâu để mà trả thù cậu ơi. Và tôi suy nghĩ tôi cứ mang cái uất hận như vậy hoài, bởi vì tôi mới lang thang cái chuyện ở cõi Tàu Bà này, đói khát là lạnh lẽo đó cậu. Bởi vì gặp được cậu đó thì tôi nhìn tôi cứ suy nghĩ là sợ là giống như những cái ông thầy đó là xấu xa mà hại tôi đó cậu. Thế là tôi mới ghét, tôi mới quánh trả lại, tôi không muốn giao tiếp với cậu á. Thật sự chuyện kể ra thì cũng rất là buồn, chỉ vì tôi cũng không tin tưởng những chuyện trên đời. Rồi nhậu về tôi cứ chửi bới ổng, bởi vì ổng mới yếm tôi mất. Bởi vì bây giờ mới xảy ra cái cớ sự vậy thì thật sự tôi cũng rất là đau buồn quá cậu. Đó thì bây giờ em, tôi nói em thế này đi, thì bây giờ em mang cái uất hận, em tu luyện ba tà thực đó. Bây giờ thí dụ bây giờ anh muốn về trả thù thì anh cũng không biết đường gặp người đó,
Người cho vừa gặp rồi thì anh nhắm anh có lợi người ta không? Thí dụ như em đi đây là em bản thân em đây, em chưa tu luyện cái gì hết, em chỉ có một ít phép để phòng vệ bản thân thôi, mà anh còn đánh không lợi em nữa. Nó chỉ những ông thầy đó lâu năm rồi nó không? Và nhiều khi đó mình tu luyện ta thật là càng giàu càng xa ma đạo thành quỷ thành yêu, rồi biết khi nào mình được thay những kiếp luân hồi để làm kiếp người mới. Nói cho nên vì vậy thì em mới được bề trên gia hộ để mất hai nhãn đi tìm kiếm những ông linh đang đói khát là coi ta bà này, được gửi về chùa và núi tu học để sớm người được thay những kiếp luân người này vậy đó. Cho nên em khuyên anh là anh nên buông bỏ đi. Dù gì mình cũng đã mất rồi, lúc mình còn sống mình không tin tưởng thì dù gì giờ cũng mất rồi, cho nên buông bỏ đi. Buông bỏ để mình về chùa núi mình tu hành học đạo, mình sớm được đi đầu thai chứng kiếp luân hồi làm kiếp người mới nữa. Chứ anh cứ mang cuốc hận hoài ở đây thì đói khát lẻo ai đâu cúng ký cho anh dùng. Còn về chùa núi được các sư thầy trên cúng hàng ngày, thì mình được độ mới mặt nữa, rồi mình được nghe kinh niệm Phật, tu hành học đạo, sớm được tự thay với luân hồi để mình làm cái người mới, nó tốt hơn bây giờ rất là nhiều lần. Nói chung là anh với em mình cũng có cái gì gặp nhau thì thôi tin tưởng em đi để em giúp đỡ lên về chùa núi tu có được không? Thì nãy giờ tôi cũng nghe cậu nói à, thì cậu nói cũng đúng. Bởi vì từ lúc tôi mất tới giờ tôi cứ mang cái uất hận đó, tôi không buông bỏ. Bởi vậy cứ lang thang dứt dưỡng ở cõi tàu bà hoài, không được đầu thai chuyển kiếp làm lại một con người mới, vừa đói khát vừa lạnh lẽo nữa. Thì tôi hôm nay gặp được cậu, cậu chỉ dẫn, cậu nói thì tôi xin nghe lời cậu, tôi sẽ buông bỏ tất cả những chuyện đó, tôi sẽ không nghĩ đến nữa và sẽ nghe lời cậu để nhờ cậu giúp đỡ đưa giùm tôi về chùa về núi, về trên đó cho tôi tu hành học đạo, đọc kinh niệm Phật để sớm đầu thai chuyển kiếp làm lại một kiếp người mới à cậu. Rồi vậy rồi, vậy thì nếu anh đã chấp nhận để anh gửi về chùa để tu học thì em sẽ phép là làm rút hết cái linh lực của anh lúc anh tu luyện ha. Thứ nhất, thứ hai nữa thì em sẽ mở cái luồng sáng, rồi anh đi theo luồng sáng nó sẽ về chùa núi, về đó các ngài sẽ rước anh vào sắp sắp chỗ anh chú ngủ ha. Còn một phần của đệ anh gì đó thì chắc lẽ ngày mai đang phải quay lại thêm chiến nữa quá. Nó thì... nhút nhát quá cậu ơi, chắc là nó đi nó không dám quay lại luôn cái gì là cậu ơi. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng lòng vòng đây này, nó cũng sẽ tìm tôi rồi chứ nó không có đi đâu xa đâu cậu ơi. Thôi để ngày mai thì em mua lại em giúp ông đó luôn, cho đi chung tu chung luôn ha. Rồi nếu thật sự cậu đưa tôi đi, cậu giúp đỡ tôi thì cậu hứa cậu nhớ quay lại cậu giúp thằng nhóc nhỏ đó giùm tôi nha cậu. Rồi cậu rồi cũng hiền đó, cũng rồi. Tội nghiệp nó cậu. Rồi rồi thôi vậy anh chấp tay thì em sẽ chuyển đến môi Phật đi, em sẽ đưa anh đi nha. Vậy rồi cả nhà, thì ngày hôm nay cả nhà thì con cũng đã giúp đỡ được môn linh của đại ca của quỷ bông rồi. Nói chung thì thực sự hai ông cũng mất cũng tự tưởng nhau á nha. Ông kia cũng bị thầy yếm, ông này cũng bị thầy yếm, nhưng mà ông kia thì thầy yếm đi cướp vợ, ông này thì không có tin tưởng vào tâm linh nên đã chửi. Thật sự nghe thấy rồi đó. Thì bây giờ nói chung là cũng biết thêm được một cái tin nữa là vẫn còn một con linh đây nữa nha cả nhà. Con linh này giờ không biết nằm đâu nữa đây, biết có ai quay lại không nữa. Thôi thì chắc lẽ mình giờ mình dọn dẹp bạn cái thiết mình đi về cả nhà. Thì ngày mai mình quay lại đây mình tiếp tục tìm kiếm con linh đó, mình giúp đỡ, mình gửi về chùa núi tu học luôn nha cả nhà. Dạ thì con xin chúc cả nhà mình có một năm mới thật sum vầy hạnh phúc bên gia đình người thân của mình. Đặc biệt là có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an trong việc cuộc sống nha. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại các nhà mình ở những video sau.